Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào trưa ngày 25 tháng 1, một sự kiện đau lòng đã xảy ra tại ấp Phước Trình, xã Bình Phước, huyện Mang Thít khi Phạm Quốc Huy, một người đàn ông 50 tuổi từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã mang theo súng và dao đến nhà ông HVB. Huy mặc áo đen, quần jean, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến nhà ông HVB, 60 tuổi, ở ấp Phước Trình, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Sau một lúc lớn tiếng nói chuyện với người trong nhà, Huy rút súng bắn anh HBD, 40 tuổi, con ông B, ông HNC, 59 tuổi và vợ ông C là bà NTKH, 60 tuổi. Ông C và bà H là chú thím của anh D, nhà ở sát bên. Sau khi nổ súng, Huy lạnh lùng tạt xăng đốt nhà ông B rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, bà H tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, anh D từng đi làm thuê ở Đồng Nai, vay tiền của một số người nhưng mất khả năng chi trả, sau đó bỏ về quê. Gần đây, một số người nhiều lần tìm đến nhà cha anh D đòi nợ nhưng không được. Sáng ngày 26 tháng 1, gia đình đang tổ chức lễ tang cho bà H, không khí đau thương bao trùm lên căn nhà khi thời điểm Tết Nguyên đán cận kề. Chị HTHQ, 31 tuổi, con gái của bà H, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi mẹ mình bị bắn. Cô kể lại rằng Huy đã bắn vào cha cô nhưng bị trượt, sau đó hắn bắn và giết mẹ cô. Huy còn tìm đến nhà anh D, bắn anh này và đốt nhà. Ông B, cha của anh D, đã miêu tả sự kiện đau lòng này chỉ diễn ra trong vòng hơn 5 phút. Đến chiều ngày 26 tháng 1, cảnh sát phát hiện Huy đã tử vong tại Nghĩa Trang, thành phố Biên Hòa, với vết thương trên đầu và một khẩu súng ngắn bên cạnh. Chiếc xe máy mà Huy điều khiển rời khỏi hiện trường được tìm thấy tại bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long. Điều này gợi lên nhiều câu hỏi về lý do đằng sau hành động tàn bạo của Huy. Phải chăng áp lực nợ nần và mâu thuẫn tài chính đã đẩy Huy đến hành động mất kiểm soát và cuối cùng là quyết định kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm? Vụ việc này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một lời cảnh tỉnh về những hậu quả nghiêm trọng từ những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình vay nợ. Trong bối cảnh không ít người dân đang gặp áp lực căng thẳng về kinh tế, câu chuyện đau lòng này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa, thông qua đối thoại và thương lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tối ngày 25 tháng 1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng vật giống súng bắn chết một người và bị thương hai người trên địa bàn huyện Mang Thít. Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy đến ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, người đàn ông trên đã dùng vật giống súng bắn vào ba người, gồm ông HNC, 59 tuổi, bà NTKH, 60 tuổi và anh HBD, 40 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Sau khi bắn ba nạn nhân, người đàn ông còn dùng xăng đốt nhà của ông HVB, 60 tuổi, cha ruột của anh HBD, rồi lên xe máy tẩu thoát. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ba nạn nhân đi cấp cứu, thế nhưng do bị thương nặng nên bà NTKH đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do anh D vay tiền nhưng mất khả năng trả nợ. Trước đó, nhiều lần đã có người đến đòi nợ anh D nhưng không được. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và khẩn trương truy bắt nghi phạm. Chiều ngày 26 tháng 1, theo cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long, nghi can gây ra vụ nổ súng ở tỉnh Vĩnh Long khiến một người chết và hai người bị thương, có tên đầy đủ là Phạm Quốc Huy, 50 tuổi, ngụ phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Huy được phát hiện đã tử vong do tự hủy hoại bản thân bằng súng tại Nghĩa Trang, thành phố Biên Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, vào trưa ngày 25 tháng 1, người dân ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long nghe tiếng nổ lớn nên ra xem thì thấy ông HNC, 59 tuổi, bà NTKH, 60 tuổi và ông HBD, 40 tuổi bị Phạm Quốc Huy bắn bị thương. Sau đó, người đàn ông lên xe máy tẩu thoát. Người dân đưa ba nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên bà H đã tử vong. Bước đầu xác định nguyên nhân do Phạm Quốc Huy có mâu thuẫn tiền bạc với ông HBD, 40 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, nên Huy đến nhà ông HBD để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, ông C và bà H là bà con của ông HBD ra can ngăn thì dẫn đến việc cả ông HBD, ông C và bà H bị Huy bắn gây thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc, Huy rời khỏi hiện trường.
Buổi sáng ngày 25 tháng 1, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người dân bàng hoàng trước tiếng kêu cứu từ gia đình bà Trương Thị Thờ, liền vội vã chạy đến kiểm tra. Điều họ phát hiện tại hiện trường là cảnh tượng đau lòng. Bà Thờ cùng con gái, chị Thái Thị Tê đã tử vong trong khi chồng bà Thờ bị thương nặng. Nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, người dân phát hiện Hoàng Văn L, sinh năm 1979, con rể của bà Thờ, người mới chỉ mãn hạn tù về tội cướp tài sản, rời nhà các nạn nhân bằng xe máy. Gia đình L có hai người con trai đang làm việc ở nước ngoài. Điểm đáng chú ý là, thời gian gần đây, giữa vợ chồng L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đến mức vợ nghi phạm đã quyết định bỏ về nhà ngoại để sinh sống, một dấu hiệu cho thấy mức độ căng thẳng và bất hòa trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng L. Liệu những xung đột gia đình này cùng với quá khứ tội lỗi và việc mới ra tù của L có phải là nguyên nhân chính dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này hay không? Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, nhưng không thể phủ nhận rằng sự kết hợp của những mâu thuẫn gia đình sâu sắc và quá khứ phạm tội của nghi phạm có thể đã tạo nên một bức tranh đầy rối ren và tối tăm dẫn đến hậu quả đau lòng này. Theo các chuyên gia tội phạm, sự kết thúc bi thảm của nghi phạm HVL trong vụ án mạng tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã để lại nhiều suy ngẫm và bài học sâu sắc. Việc nghi phạm tự hủy hoại ở khu vực rừng thông vào chiều ngày 25 tháng 1 sau khi gây ra cái chết cho hai người và làm một người khác bị thương nặng, phản ánh một tâm lý cùng quẫn và tuyệt vọng sâu sắc. Hành vi này cho thấy kẻ thủ ác có thể do nhận thức rõ ràng rằng không còn cách nào để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Sự cùng quẫn trong tâm lý của nghi phạm có thể phản ánh một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm khi mà anh ta cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự chấm dứt cuộc sống của mình. Tuy nhiên, việc tự hủy hoại bản thân không phải là giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc xử lý tâm lý và căng thẳng một cách lành mạnh, cũng như tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý và pháp lý khi đối mặt với tình huống khó khăn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.